Dạ, bữa nay cổ vũ của quý vị đại biểu quốc thầy cô giáo cùng toàn thể công trình đã dành cho em Hoàng Đèo qua hai ca khúc vừa rồi. Kính thưa quý vị đại biểu quốc thầy cô giáo cùng toàn thể công trình kính mến, các cụ ta xưa có câu giàu đôi con mắt, có đôi bàn tay, đôi mắt và đôi bàn tay là tài sản quý giá nhất của mỗi một đời người chúng ta. Có đôi mắt, có đôi bàn tay sẽ làm ra của cải nuôi sống mỗi một con người. Với như em, từ khi sinh ra chưa một lần em được nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của người cha, nét mặt sự hiền của người mẹ. Và tôi vinh dự cho em cũng như các bạn học sinh khuyết tật đến từ trung tâm dạy nghề đất đảo buổi sáng ngày hôm nay được về giao lưu cùng quý ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo cùng toàn thể công trình. Và để được chương trình, em xin gửi tới quý đại biểu quý thầy cô giáo cùng toàn thể công trình một sáng tác của Trịnh Xuân Châu công trình Lời Người Khiêm Thị.